Hoan hỉ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Đài. Tử vi năm 2020 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 dự đoán. Đối với những người đang làm kinh doanh sẽ có được sự cải thiện trong sự nghiệp, may mắn tài lộc cũng tốt. Những người chuẩn bị nghỉ hưu sẽ có tâm trạng tốt khi ra nước ngoài, cố gắng tránh nước để tránh tai nạn. Khi mà ra ngoài trời thì không bao giờ tham gia vào các hoạt động nguy hiểm. Bước vào năm 2020, những gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ thu hoạch được vận may thỏa đáng về mọi mặt. Trong sự nghiệp, họ vẫn sẽ có một công việc ổn định với ít áp lực hơn. Đối với tài lộc, bạn sẽ kiếm được tiền từ tiền lương và các thu nhập khác. Vì vậy, tốt hơn là nên học cách quản lý tài sản. Đối với tình yêu thì có thể tồn tại một số tranh luận hoặc là xung đột với bạn đời, nhưng không có vấn đề to lớn lắm. Về sức khỏe thì chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh nhỏ, tuy nhiên thì bệnh sẽ sớm hồi phục. Năm 2020, theo âm lịch là năm Canh Tý, ngũ hành là Thổ, Bích Thượng Thổ, là tuổi con chuột. Tý là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp. Được tính từ ngày 25 tháng 1 năm 2020 cho đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2021 theo dương lịch. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nạp âm ngũ hành là Đại Dịch Thổ, phần lớn là người cả đời vất vả. Nữ mệnh thì nuôi trí độc lập, duyên phận gia đình mỏng, về già khá giả hơn. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, thổ khí đồng niên nên vượng địa, mệnh chủ sẽ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa, về hệ hô hấp, đặc biệt là các bệnh liên quan tới tai mũi họng. Mậu Dương Thổ gặp Canh Dương Kim là thực thần, nghĩa là bản thân bị sinh xuất, đề phòng hao tổn tiền tài. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 cần phải chú ý về phần tài chính trong tháng này, nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư hay là giao dịch. Ngược lại, đối với những người làm kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, đây lại là một tháng tốt dành cho những tháng gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 đang hoạt động mảng nghệ thuật. Cần phải chú ý về các mối quan hệ xung quanh mình, nếu không sẽ gặp phải những thị phi không đáng có, ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh mình. Năm nay, mệnh chủ cần phải lưu ý bị người khác lừa tiền xảy ra, không được đầu tư tài chính hay là bảo lãnh về tài chính cho ai. Đồng thời, năm nay sẽ có một năm tương đối nhiều cơ hội cùng với bạn bè thân thiết gặp nhau, ôn lại kỷ niệm. Vất vả cả đời nhưng nay lại được cơ hội hợp thái tuế là một trong những điều cực kỳ may mắn cho những người tuổi Mậu Thân. Vậy nên cơ hội này thì hãy sử dụng thêm vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn và kim bài thái tuế năm 2020 để nghênh đón các thần thâu thu tài lộc may mắn của năm. Tổng quan vận hạn tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 năm 2020. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nam mạng là 53 tuổi, bị sao thái âm chiếu mạng, hạn diêm vương và vận niên kế giáp viên. Sao thái âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh, lợi đều được, nên đi xa thì gặp người trên có lợi. Phụ nữ gặp sao này sẽ được vui vẻ, có tiền tài, hạnh phúc, dễ đạt được các ước mơ, nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ nhiều về tiền bạc. Thái âm là sao tốt cho nữ, nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Sao thái âm tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng 9 nhưng lại kỵ vào tháng 11. Nữ bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Hạn diêm vương bất lợi lớn đối với phái nữ, đặc biệt những người mà mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe, tài sản cũng thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Người đau ốm nếu không chữa trị hoặc là chữa trị không đến được đến nơi đến chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi. Tuy nhiên đây là một năm tuyệt vời với mọi người, nếu không mắc phải bệnh hoặc là được chữa trị tốt thì năm nay nên ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc, vạn sự phát tài. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng trong năm 2020 là 53 tuổi, bị sao thái bạch chiếu mạng, hạn thiên la và vận niên kê giáp viên. Sao thái bạch chiếu mạng sẽ là hung tinh, bởi sao thái bạch là ngôi sao là vận hạn xấu nhất trong các sao. Thái bạch là sao xấu cần phải giữ trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá hao táng tiền của, có thể trắng tay đề phòng quan sự. Xấu nhất đó là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Hạn thiên la chủ về sức khỏe và tâm lý, người gặp hạn thiên la đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị.
Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn thấu hiểu nhau, như vậy mới có được hạnh phúc. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc Thân, Tý, Thìn, Hóa, Thủy vào các tháng Thìn, Thân, Dậu, Hợi, Tý, tương ứng với đó sẽ là các tháng 3, 7, 8, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này, rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tý chọn ngày hoặc là giờ Thìn. Và ngược lại, nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Thìn sẽ chọn ngày giờ là Tý. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc Mậu hợp với Quý, Hóa, Hỏa, Thủy vào những tháng Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, tức là các tháng 1, 2, 3, 4 và tháng Tư Nhuận, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch trong năm 2020. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là Quý, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Quý như là Quý Dậu 1993, Quý Hợi 1983, Quý Sửu 1973, Quý Mão 1963 và Quý Tỵ 2003. Tuổi Thiên Lộc. Thiên Lộc mang lại tài lộc may mắn về mặt tiền tài, tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001, Quý Tỵ 1953. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ cho mình, biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng, con. Dương Quý Nhân của Mậu Thân sinh vào năm 1968 là Sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Kỷ Sửu 1949, Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1977. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Mậu Thân sinh năm 1968 là Mùi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991, Quý Mùi 1943, Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967. Do Dần Thân là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh sẽ cần phải chú ý hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Dần. Nếu tiến hành thì cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra Thìn Tỵ thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa những tuổi mệnh chủ tuổi Tỵ trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Mậu Dần 1998, Canh Dần 1950, Nhâm Dần 1962. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng và cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu, năm 2020 Canh Tý, gia chủ 43 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này, mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ là 43 tuổi nên không phạm phải hoang ốc. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 53 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này, mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968 là 53 tuổi nên không phạm phải hoang ốc. Còn xét đến tam tai, nam mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm nay là năm 2020, gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu muốn xây dựng mới, gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968 nam mệnh sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu tiến hành xây dựng mới, cần phải tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ.
với nam mạng Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ thuộc cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Tây Tứ Trạch, đó là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra, sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch là Đông Hỏa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Đối với nữ mạng Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ là cung Khảm Thủy, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Niên, Đông Nam Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu đó là Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát, Đông Bắc Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tự quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc hủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc khiến cho tài vận đi xuống. Gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà sẽ gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc bộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hành thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được tiên niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, hôn nhân hòa thuận, dễ nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp với hướng Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, giúp vật đại vượng, khoảng một năm có của, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất, tị tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của nhà mình. Kết sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, chấn giữ tài lộc cho nhà mình. Thường thì cần phải đặt vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là đặt vào các phương vị tài lộc của mệnh chủ. Kích hoạt tài lộc năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh. Các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt ở các phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc.
Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải chú trọng để ý nhiều. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy, người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng thì cũng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh. Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xa xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn, sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra, tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh, đem lại tài lộc tạo nên sức sống không gian xanh, như là cây ngọc ngân trong phong thủy. Cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, đây là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng, xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây kim ngân theo quan niệm của Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của loài cây này là có lá xanh quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu trắng vàng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ đáp ứng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.